Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tina xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Tina vào làm bánh khoai mì nướng tóc hành. Cái cách làm bánh này nhanh, gọn, lẹ mà ăn ngon lắm. Công thức thì dễ nhớ và chính xác nữa. Để làm bánh khoai mì nướng tóc hành thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu chính là khoai mì. Sử dụng một bịch khoai mì đông lạnh, mài sẵn ha. Nếu không thì các bạn có thể mua củ khoai mì về, rửa sạch, lột vỏ, ngâm nước rồi mài ra, vắt bỏ bớt nước rồi làm cũng được. 40g tinh bột năng, hiệu nào cũng được nha các bạn. Để bánh có dẻo dẻo, dai dai, ngon. Còn đây là một lon nước cốt dừa, nhưng mà mình chỉ sử dụng 170ml, mình lấy cái phần đặc mà thôi nha các bạn. 50g đường nâu hoặc là đường thốt nốt cũng được. Nếu sử dụng đường trắng thì bánh sẽ không có màu đẹp. Một phần ba muỗng cà phê muối, vani, dầu ăn. Sử dụng dầu nào cũng được, dầu phộng hay là dầu bắp cũng được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm ha. Cho hết cái bịch khoai mì vào cái tô. Khoai mì này là khoai mì đông lạnh ha, mài sẵn. Sử dụng cái này cho nó nhanh, gọn lẹ. Bởi vì ở Mỹ cũng thời gian nó rất là quý nha các bạn. Nhiều người rất là bận rộn cho nên làm cách này rất là tiện mà nhanh nữa. Bây giờ mình sẽ cho hết cái bịch khoai mì ra cái tô. Khoai mì này các bạn vào các siêu thị Á Châu đều có bán hết ha. Các bạn sử dụng hiệu khoai mì nào cũng được nha. Không nhất thiết phải như mình cũng được. Nếu mà khoai mì nó lỏng thì các bạn vắt bỏ nước. Còn cái này người ta đã vắt sẵn rồi cho nên mình khỏi cần vắt nữa. Bây giờ mình sẽ cho bột năng vô. 40g bột năng. Nếu mà không cho bột năng thì bánh nó không ngon đâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường nâu vô. Đường nâu hoặc là đường thốt nốt để bánh có màu đẹp. Mà ăn tốt nữa các bạn. Cho muối vô luôn để bánh có vị mà hơi ngọt ngọt, hơi mặn mặn một chút ha. Bây giờ mình cho hết nước cốt dừa vô. Một trăm bảy mươi ml nước cốt dừa nha các bạn, đừng có cho nhiều, nếu cho nhiều bánh sẽ bị nhão ha. 170ml mà thôi cho một bịch khoai mì ha. Tiếp tục mình sẽ cho vani vô. Vani này là vani cái loại nước, nếu các bạn không có loại nước thì sử dụng vani bột cũng được, tùy thích ha. Cho cũng được không cũng được, nhưng mà cho thì bánh nó sẽ thơm ngon hơn. Còn nếu không á thì không cho, vẫn ăn ngon nha các bạn. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau nha. Đây là công thức để cho các bạn tham khảo thêm ha. Công thức dành cho 3 người ăn. Nếu mà làm nhiều thì các bạn tăng lên ha. Trộn cho đều cho đường nó tan ra nha các bạn. Đó, nó hơi sền sệt vậy là được nè. Đừng có lỏng quá mà đừng có đặc quá ha. Nếu đặc quá bánh sẽ cứng không có ngon. Hôm nay mình sử dụng cái khuôn này. Khuôn này á mình mua lâu lắm, trên 10 năm rồi đó các bạn. Bây giờ không biết trên thị trường nó còn bán nữa hay không. Thì các bạn tìm mua những cái hiệu khác cũng được. Mà nó tự tựa vậy cũng được. Hoặc là cái hình dáng khuôn nó khác khác chút cũng không sao nha các bạn. Khuôn này lâu cho nên mình không có biết là còn bán hay không. Thì các bạn nhớ tự tìm nha, chứ không phải là mình ích kỷ không có chỉ nha các bạn. Cái khuôn này làm rất là tiện luôn.
Bây giờ mình để cái khuôn cho nó nóng lên ha. Rồi mình cho chút xíu dầu vô. Mặc dù đây là cái khuôn chống dính nhưng mà mình cho dầu vô thì bánh lấy ra nó rất là dễ. Mình quét đều khuôn. Mình chờ cho khuôn nóng nha các bạn. Khi mà thấy khuôn nó nóng nóng đó thì mình mới bắt đầu mình cho khoai mì đã mài sẵn vô ha. Tất cả các nguyên liệu mình đã làm sẵn rồi đó. Mình cho vừa ngập cái khuôn thôi ha. Cái khuôn này á, thiết kế rất là vừa luôn, không có dày. Nếu mà mình làm dày quá thì bánh nó lâu chín lắm. Vừa ngập khuôn hơi hơi ngập ngập lưng lưng chút xíu thôi, không có đầy tràn nha các bạn. Thì mình xin nhắc lại với các bạn nha, cái khuôn này mình mua trên 10 năm rồi. Bây giờ không biết trên thị trường nó còn bán nữa hay không. Các bạn mua cái khuôn nào mà nó giống giống vậy cũng được, chẳng sao cả. Rồi, nó cũng vừa ngập cái khuôn rồi đó các bạn. Đậy nắp lại ha. Chờ cho bánh chín. Cái số lượng khoai mì này á, mình cho vào khuôn nó dư ra một miếng đó các bạn. Dư ra miếng thì chút nữa mình sẽ dùng cái chảo để mình đổ. Mình sẽ làm hai cách ha. Nếu mà bạn nào không có cái khuôn như mình thì mình sẽ làm bằng cái chảo, nó cũng tiện lắm. Mình sẽ nướng bánh này trong vòng 10 phút nha các bạn, rất là nhanh. Khi mà bánh nó chín á, thì nó sẽ săn lại ha. Mình lấy cái tăm á, mình ghim vậy nè. Nếu mà bột khoai mì nó không có còn dính lên cái tăm á, là tức là bánh đã chín ha. Thì khoảng chừng 10 phút thôi. Làm nhanh lắm. Nhanh hơn là làm trong cái lò nướng luôn đó các bạn. Bây giờ á, mình sẽ cho một chút xíu dầu dừa lên trên bề mặt của bánh để bánh không có bị khô. Nếu mà làm ăn liền á thì khỏi cũng được. Còn làm mà để lâu á thì mình thoa lên vậy nè. Thì đảm bảo với các bạn để trong tủ lạnh đến ngày mai á, bánh cũng vẫn còn mềm, ngon lắm. Mà thơm mùi dầu dừa nữa. Dầu dừa ăn rất là tốt ha. Mình thoa đều lên. Thơm lắm. Dầu dừa rất là thơm. Mình thích ăn cái bánh gì mà nó có dừa đó các bạn. Làm như mình ăn có cái chất mỡ dầu của dừa đó. Cảm thấy trong người rất là khỏe luôn đó các bạn. Rồi, mình đã ha cái dầu dừa lên mặt bánh rồi ha. Mình để cho nó hơi nguội nguội rồi mình lấy ra nha các bạn. Bây giờ mình dùng cái chảo. Bắt cái chảo cho nó hơi nóng nóng, mình cho chút xíu dầu vô. Khi mà làm bánh bằng chảo á, thì các bạn nhớ để lửa thấp hơn trung bình nha. Nếu thấy nhiệt độ nó cao quá thì các bạn đem cái chảo bánh ra ngoài, tắt bếp. Rồi sau đó đem cái chảo bánh tiếp tục lên trên để lửa thật là thấp cho bánh chín từ từ. Thường thì mình làm bằng chảo khoảng 5 phút là bánh chín. Bây giờ cái chảo nó đã nóng rồi. Mình sẽ cho hết cái phần khoai mì dư hồi nãy vô đây. Các bạn nhớ là đừng có cho dày quá nha. Nếu cho dày quá phía dưới nó cháy, còn phía trên nó bị sống, nó không có ngon ha. Đậy nắp lại. Để lửa thấp hơn trung bình nha các bạn. Rồi cái khuôn bánh này đã nguội hoàn toàn rồi nè. Màu sắc rất là đẹp. Mình sẽ lấy ra. Dễ lấy lắm. Không quá ngọt, không quá lạt. Khi ăn nó thơm mùi nước cốt dừa. Còn phía dưới á, nó nâu nâu vậy mới ngon ha. Nó mới thơm được. Bây giờ mình sẽ đem ra cắt miếng nhỏ để ăn.
cắt hình dáng nào cũng được nha các bạn. Cắt miếng to hay miếng lớn tùy ý cũng được. Bánh này dẻo dẻo, dai dai, không có khô cứng, để tủ lạnh được lâu luôn đó. Đặc biệt là để tủ lạnh cũng không bị cứng luôn nha các bạn. Đó, vừa lắm nè. Thơm phức luôn. Nếu mà bạn nào thích thì nhớ cho mình xin cái like nha. Còn nếu chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ cho Thina nha. Thina cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần tới.